Vòi rửa chén bát cảm ứng AF5888 là sản phẩm thông minh hay còn gọi là vòi bếp cảm ứng chạm với công nghệ cảm ứng và hai chế độ xả nước. Phần đầu vòi vừa có thể sử dụng như những vòi rửa bát thông thường, vừa có thể kéo dài như vòi hoa sen giúp công việc rửa chén bát, rau củ của chị em trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn. Vòi rửa chén bát AF5888 khác với mẫu vòi truyền thống, bạn chỉ cần chạm nhẹ vào thân vòi là có thể đóng mở nguồn nước một cách dễ dàng, vừa tiện nghi, hiện đại và là một trợ thủ đắc lực cho người nội trợ thông thái. Dễ sử dụng và an toàn cho người già hay trẻ nhỏ khi có màn hình hiển thị nhiệt độ nước ra. Tay vòi có tác dụng như khóa nguồn nước và điều chỉnh nóng lạnh. Đầu vòi được thiết kế lọc và tạo bọt trong dòng chảy giúp tiết kiệm nước, không bắn nước. Có hai chế độ xả nước cho bạn lựa chọn. Vòi rửa bát có thể xoay 360 độ, dễ dàng xoay từ bồn rửa bên này sang bên kia, phù hợp với đa số chậu rửa chén bát hiện nay và không gian bếp của các gia đình có phong cách hiện đại. Bộ cảm biến sử dụng nguồn DC 6V, cột 4 pin AA dễ dàng lắp đặt không cần nguồn điện, dễ dàng chạm bằng tay, cổ tay. Thông tin chi tiết có tại website zento.vn. Cảm ơn bạn đã xem.